khi trường tôi thi nhau tỏ tình. Nghỉ hè xong ba đứa mình ngon ra ghê ha. Ừ. Ôi bay ơi, bay. Có gì kìa bay? Như ống a như ống ẹo, quỷ má la nên như không chịu. Tôi nhẹo nhẹo, nhìn xinh xẻo, biết uống dẻo là còn tự đổi kiểu. Ê, nghĩ cái gì? Như, làm người yêu tôi nha. Thôi lên lớp đi, đau đầu quá. Hương, ai kêu vậy? Hương, hương phải hương ôm. Anh thích hương thơm. Tay, tay trái mèo, tay phải đưa lên hay trái cho. Thôi, Huy làm gì đây? Cho Hương này. Sao mấy đứa này chẩu nhỉ? Người yêu tao mà thế, tao lại vả cho. Linh ơi. Dịu dàng nết na, Linh có đủ. Trời ơi má ơi á. Anh chạy máu mũi. Linh từ cái nhìn đầu tiên, từ ánh mắt cho tới nụ cười duyên. Linh như là minh tinh, Linh xinh lung linh. Tặng Linh này. Anh Long có được làm ba cái đồ này ở đây nha. Mắc cỡ quá. Ê, mà ba đứa đó được tỏ tình rồi. Vậy là sắp tới mình. Tôi nhắm mắt rồi nha. Ây da, ai tỏ tình tôi thì ra lẹ chứ mũi cắn quá nè. Có ai nghe tôi nói không vậy? Alo. Khi nhỏ bạn tôi có người tỏ tình. Ê, mà nhỏ trên clip của mày. Đúng rồi, nó đó. Ê Lan, bữa nay mày đứng tới khuya đợi người tỏ tình hả? Có đâu. Mày khỏi đi, clip mày đứng đợi. Có ai tỏ tình tôi không vậy? Đầy xin mạng rồi kìa kìa. Mày khùng quá à. Thật ra bữa có người tỏ tình tôi thiệt. Nhưng mà ảnh có việc bận cho nên là ảnh về trước. Trời ơi, nó nói vậy là người ta tin nó hay gì á. Mày không tin đúng không? Lan ơi. Dạ. Yeah. Anh đã sợ em tế năm ngang nhá. Em thì sợ phải mất không nhan nhá. Chỗ em thích chơi là đám sen nhá. Còn chỗ anh thích chơi là phòng lan nhá. Cho anh qua chơi đi em ơi em à. Anh qua chơi thôi Lan ơi Lan à. Không làm gì đâu tin anh đi mà. Xem tivi rặn lâu câu thôi tin anh đi mà. Lan ơi Lan à. Mày tin anh đi nè. Anh yêu em Lan nè. Thật sự là anh thích em lâu lắm rồi đó. Làm yêu anh nha. Em đừng nghe nó nói. Em hãy làm yêu anh đi. Anh sẽ cho em tất cả. Anh làm bé Lan khó xử quá à. Thôi anh về trước đi. Có gì á, bé Lan phản hồi hay anh sao? Nhớ chọn anh nha bé. Ê, tao không tin luôn á Hương. Chị đây không thích thôi nha mấy cưng. Nhìn thế mà vỡ được hai anh ngon vãi. Thôi lên lớp đi. Thôi bay lên trước đi, tao xuống đây mua ít đồ cái. Thế lên sau nha. Ê, ê. Nè, tiền công hay anh nè. Nay làm tốt lắm. Gì mà có nhiêu đây vậy? Lần sau có tôi gọi nữa. Thôi thôi, ít vậy thì chả anh gấu đây. Nè má. Tôi mỗi khi gặp họ hàng Kiều. Thưa mẹ, con mới đi học về. Về rồi hả con? Ngay nhà của khách á, vô chào hỏi đi. Dạ, con chào ông ạ. À. À? Trời ơi, mày khùng hả? Ông gì? Nói cháu mày đó. Cái gì? Cái mặt già chát gì mà cháu con á hả? Thánh thần ơi. Thánh thần ơi, nhìn già vậy thôi chứ xếp theo dài vậy nó vẫn là cháu mày đó. Vậy chào tao đi mày. Dạ con à, chào dì Linh. Trời ơi, tao nhận tiếng dì của nó, tao cảm thấy tao già đây chục tuổi á trời. Thôi thằng cháu mình đi chơi nha. Dì đi, dì thay đồ cái. Mày gật đầu với ai vậy hả? Mày không biết giả thư với người lớn á mày. Dạ dì Linh. Hổn riết quen rồi. Ủa, con ai mà dễ thương vậy trời. À Thánh thần ơi, ông mày đó. Tao cũng phải gọi bằng cậu nữa chứ, chứ mày hổn hả? Vậy trời ơi bay ơi nó hỉ mũi chưa sạch nó đòi làm ông nó kìa bay ơi trời ơi là trời. Mày nói gì vậy mày? Mày biết chào tao chưa? Dạ con chào ông nhỏ à. Nít răng. Anh trai người ta và anh trai tôi kiểu. Út còn tiền xài không? Em còn có vài chục mà gì đấy. Này cầm lấy xài đi, nào hết cơm hai đứa thêm. Ôi sao rồi em cầm anh hai. Út yêu dấu. Còn tiền anh em còn có 50 à, chi vậy? Cho hai mượn đi. Thôi đi ông nội ơi, tiền tiết kiệm của con đó. Cho mượn đi mốt trả chăm cho. Tôi mất mẹ. Hả, em bánh tráng không? Em mới mua này ngon lắm. Thôi anh đi. Mà này,
anh có mua trái cây này, lát lấy mà ăn nhé. Ăn ba cái đồ để không tốt sức khỏe đâu. Vâng. Rồi gì thơm vậy? Cho miếng rồi, tự mua mà ăn đi. Xin hoài. Cho miếng coi. Biển nha. Ê con gì kìa. Ông nợ kia đứng lại coi. Hai chị em nhà tôi kiểu. Con kia lát mày ra mà rửa chén đi nhá. Hôm qua em rửa rồi. Sáng tao lo nhà giặt đồ rồi, bây giờ mày lo mày rửa đây. Nhưng mà sáng em cũng quét nhà rồi. Bây giờ một là mày rửa, hai là tao mách mẹ bữa mày kiểm tra được 5 điểm nhá. Mệt vãi. Ôi rửa đẹp vãi. Mày đang làm gì đấy? Ê cho em mượn áo này nha, tiên đi chơi với bạn. Bỏ xuống được để tao nói nhiều nhá. Em mượn lát thôi, hứa là không có làm hư. Nhanh. Nhợt. Ra tắt điện đi ngủ đi. Chị nằm gần chị tắt đi. Bây giờ tao xa hơn rồi. Em cũng xa hơn rồi. Vậy không tắt thì để đèn đấy ngủ. Để thì để. Sao mệt sáng. Mày dậy tắt đèn coi. Chị dậy đi mà tắt. Mày bị thần kinh à. Học thể dục mùa nóng kiểu. Rồi lớp trưởng cho lớp mình khởi động đi. Cả lớp xoay cổ tay cổ chân. Thầy ơi nóng quá à, nghỉ bữa thầy. Thở không nổi luôn á. Bố mày cút chưa? Mẹ mày đang tư tháng rồi chọc điên tao nha. Rồi lớp chạy bên. 5 vòng nữa 2 vòng. Bắt đầu. Ôi mà thầy. Nhanh lên. Què gì đâu á. Nhanh cải chân lên. Trời ơi tao chết Lan ơi. Trời ơi đầu mày bết quá vậy. Mày nhìn đầu mày đi. Quay đến con trai kìa. Ê cho mượn quạt đi. Để đi cha ơi. Rồi bây giờ lớp mình giải lao xíu rồi học tiết 2 nhá. Ê xuống cái tin lẹ đi. Ôi nóng quá chịu không nổi ơi. Dì ơi. Rồi uống gì mấy đứa ơi. Xin nước đá uống liền chết, sắp chết rồi. Nước ngọt được con nhanh, nước gì cũng được đá. Dưa hấu nước gì cũng được con nhanh nè. Đây đây. Cho con mấy ly trà tắc cái gì ơi. Đường nhiều hay ít đây? Không bỏ đường nhiều, cái đường nhiều cái nước suối là đầu kia là đường quá. Cái đường quá, cái 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 đường quá. Trời ơi. Bỏ đường luôn rồi kìa. Ê mưa rồi kìa bay ơi. Ê mưa rồi kìa. Mưa rồi thôi, tiết là lớp mình nghỉ nhá. Yeah. Trời ơi. Đúng là ông trời không lấy của ai tất cả. Ê Len, mày có mang áo mưa không? Không. Con trai và con gái khi đi du lịch kiểu. Chuẩn bị xong chưa? Nhiêu đây là đủ rồi. Đi. Đi thôi. Bà Lệ lên xem nào. Đấy tôi ra từ đây. Xong chưa? À tôi còn 5 cái vali nữa, bà mang ra giúp tôi nhé. Chụp hình đi bà. Xong chưa? Đợi một lát, sao xong rồi. Bởi con nó bị phốt là đáng lắm bà ơi. Ê, mà sao bà quen được ông Hai Báo vậy? Chuyện kể ra dài dòng lắm. Thôi mà thôi tôi kể luôn cho. Bảo vệ tôi cái bạn ơi. Cái bạn ơi. Bởi vậy dính tôi tới giờ luôn đó. À.